Ngày thi đấu cuối cùng giải VTF Master 500 đã chính thức khép lại. Tại trận chung kết đơn nam, hạt giống số 2 Nguyễn Văn Phương đã xuất sắc đánh bại hạt giống số 5 Phạm Minh Tuấn sau 2 set cùng tỷ số là 6-4 để đăng quang chức vô địch. Ở nội dung đơn nữ, chiến thắng đã gọi tên Đào Minh Trang sau khi cô đánh bại Trần Thụy Thanh Trúc sau 2 set trong vánh với các tỷ số 6-1 và 6-2. Đây đều là những cái tên sẽ tham dự SEA Games 31 trên sân nhà.